Rồi chào anh em nha, hôm nay số của tôi sẽ máy thắng mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là nồng kiến trái 65 đến từ thương hiệu Sun Racing, thương hiệu sản xuất đồ chơi xe máy cao cấp nhưng mà giá thành gọi là rất là ok cho anh em ha. Thì full bộ nồng kiến trái 65 Sun Racing này thì mình bán có giá là 1,7 triệu một bộ nha anh em, bao gồm nồng kiến trái 65, bích tông nén, ron, ắc phe ha. Đây là mình cập nhật cái giá mới nhất hiện tại về cái giá mà cái lồng kiến trái 65 nha. Thì ở đây nó sẽ có hai loại nha anh em. Lồng chân 29 dành cho xe zin hoặc là xe zin đôm cộng 4 trở về, hoặc là lồng chân 33 thì dành cho xe zin đôm cộng 4 trở lên nha anh em. Đó. Rồi đó, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Đây. Đầu tiên là cái vỏ nồng. Vỏ nồng kiến này 100% là sản xuất tại Đài Loan ha. Hàng nhập khẩu. Nồng này đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn của cái nồng đồ chơi. Đó là gia công sắc sảo, đẹp. Sử dụng nhôm nén, đường nước lớn nè. Tăng cam sử dụng là tăng cam 135. Cái lồng này thì cũng đã gia công lại luôn cái phần mặt ron bilat là chống lòn nước luôn nha anh em. Đó. Có tiện nhẹ một cái gờ để chống lòn nước. Lớp kiến thì bao đẹp rồi. Đó. Lớp kiến rất là đẹp luôn nha anh em. Đúng hàng chính hãng Sun Racing. Anh em chỉ cần 1,7 triệu là có một bộ nồng kiến trái 65 cực đẹp luôn rồi, hàng chuẩn luôn. Thì nói chung là tiền nào của đó thì trong tầm giá 1 triệu mấy là anh em đã có cái lồng kiến 65 rồi. Đây còn đây là cái bích tông nén đầu cao mắt lớn nha anh em. Tông nén nha. Đây bích tông nén 65. Bạc rít, ắc bích tông, phe bích tông, ron bilat, ron chân lòng ha. Đó, full bộ như vậy mình bán có giá là 1,7 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Thì nói chung là mình nói trong cái clip này luôn thì hiện tại là nồng Sun Racing ở cửa hàng Phúc Thắng mình nó hầu như có bán full size và cho dòng xe ẹt luôn. 57, 62, 65, 68, 70, 72. Thì mình nói sơ bộ cho anh em luôn. Cái nồng mà trái 57 và trái 62 á, thì có giá là 1,5 triệu một bộ. Nồng trái 65 á, có giá là full một bộ là 1,7 triệu. Nồng 68, 70, 72 có đồng giá là 1,8 triệu một bộ nha anh em. Đó. Có rất là nhiều trái tùy theo với cấu hình xe hoặc là nhiều tùy theo cái bài độ thì anh em sẽ chọn cái cấu hình trái phù hợp với lại cái xe của mình. Đây. Nó đẹp ha. Ok, hàng có sẵn tại shop mình. Anh em cần alo em qua số điện thoại là 0933996332 ha.